Chứ bà cái dặn cái máy lên kìa. Sư cha phụ con đi, tụi nó quậy quá. Cha giảm nha, cha nó hát cha đâu kề đi cha. Con cha đi cha đó. Sức mà cha có nhiều đó là đồ đệ quá trời không thu. Bây giờ đang suy nghĩ thu tiền chứ. Đồ đệ quá trời. Đồ đệ. Cha ngồi đây nha cha. Dạ thằng Hoàng á, ngồi đây nha. Con đi của chén. Thôi ngồi đây chút xíu đi bà nội. Bà nội làm cho con sổ cát hết. Đó, giờ cha giảng đạo cho tụi con chút xíu đi. Con nào có biết cái tôi đâu rồi, con giảng.